Trước tình trạng những ngày gần đây đã xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung điện gây ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống người dân, Bộ Công Thương bắt đầu thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan trong quản lý và cung ứng điện, thời gian thanh tra 30 ngày. Mạng xã hội xôn xao với hai vụ việc liên quan đến trường học. Đầu tiên là vụ việc xuất hiện dư luận về một giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Bính Khiêm tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh có hành động không đúng chuẩn mực với học sinh nữ trong giờ dạy học. Vụ việc thứ hai là nhóm tư vấn tuyển sinh trường Đại học Quy Nhơn phải đăng thư xin lỗi sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng vụ nhân viên tư vấn dạy khéo học sinh khi được hỏi thông tin tuyển sinh. Nếu quý vị băn khoăn rằng vì sao người ta sẵn sàng liều lĩnh làm chuyện trái pháp luật, thì hãy xem thông tin về vụ án đường dây giấy tờ giả vừa bị triệt phá. Chuyện phi pháp hình như luôn có sức hấp dẫn với một số người bởi có thể làm chơi ăn thật, ngồi một chỗ mà kiếm vài chục triệu mỗi ngày. Hình ảnh một vòng tròn nhiều màu sắc giống như cầu vồng bao xung quanh mặt trời tại Tây Ninh được người dân hào hứng chia sẻ lên mạng xã hội. Vậy đây là hiện tượng gì? Hãy cùng nghe chuyên gia giải đáp. Dư luận nước Mỹ rúng động trước thông tin cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố 37 tội danh liên quan đến việc cất giữ trái phép tài liệu mật cũng như nỗ lực ngăn chặn chính phủ thu hồi các tài liệu. Việc vi phạm đạo luật gián điệp có thể bị phạt tù tới 10 năm, trong khi một số hành vi cản trở công lý có thể bị phạt tới 20 năm tù. Có rất nhiều thông tin nổi bật trong dòng thời sự trong nước và quốc tế những giờ qua. Tất cả sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật trong bản tin xem nhanh 12 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2023.